Xin chào các bạn đang theo dõi tin tức thể thao nóng nhất trên kênh YouTube báo điện tử dân Việt. Thưa quý vị, trước khi giải đấu tầm cỡ thế giới dành cho các đội tuyển nữ trên thế giới diễn ra một tháng, mới đây trò chơi nổi tiếng FIFA 23 đã cập nhật vòng chung kết World Cup nữ 2023 để phục vụ cho game thủ. Đáng chú ý đội tuyển nữ Việt Nam cũng hiện diện và trong trò chơi này, Thanh Nhã đạt chỉ số tốc độ ấn tượng. Đội tuyển nữ Việt Nam lên FIFA 23 ngỡ ngàng chỉ số chạy của Thanh Nhã. EA Sports trong năm cuối cùng ký hợp đồng với FIFA cho thương hiệu game nổi tiếng của mình đã sở hữu bản quyền hai giải World Cup, bao gồm World Cup nam 2022 và World Cup nữ 2023. Điều đặc biệt là tại World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt trong bản cập nhật mới nhất xoay quanh giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho đội tuyển nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất hiện cùng với 31 đội tuyển khác góp mặt ở World Cup 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand điều này đem đến sự phấn khích cho người hâm mộ Việt Nam. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử game FIFA một đội tuyển Việt Nam được hiện diện, lần trước đó vào năm 2016. Nhưng tại lần này, mọi thứ càng phấn khích hơn khi đội tuyển nữ Việt Nam được có mặt ở vòng chung kết World Cup. Trong những phản hồi đầu tiên của game thủ Việt Nam, đoàn quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mai Đức Trung được đánh giá ở các mức chỉ số tấn công phòng ngự khá hợp lý, tương đồng với màn thể hiện ở ngoài đời. Tuy nhiên, do mới lần đầu góp mặt, những đội tuyển nữ Việt Nam chưa được hãng làm game chăm chút kỹ lưỡng. Ngoại trừ thủ môn Kim Thanh có hình ảnh, các cầu thủ khác của Việt Nam, bao gồm cả Huỳnh Như, đều không có hình ảnh đại diện. Khuôn mặt trong game của các cầu thủ cũng không được mô phỏng chi tiết như nhiều đội tuyển mạnh khác trên thế giới như Mỹ, Anh hay Australia, Đức. Dẫu sao một vài chi tiết tạo sự gần gũi vẫn được hãng làm game này để ý. Điển hình như Huỳnh Như sẽ buộc tóc đuôi gà với chun buộc tóc hiện diện quanh trán hay đặc biệt game thủ Việt Nam ấn tượng với chỉ số tốc độ của cơ lốc đường biên thanh nhã. Cô gái vừa ghi bàn lịch sử cho đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Đức ở trận giao hữu quốc tế vừa qua sau một pha đi bóng thần tốc có chỉ số tăng tốc lên đến 88. Đây là một con số rất ấn tượng mà chưa chắc các cầu thủ nữ khác trên thế giới đã đạt được. Cũng liên quan đến vòng chung kết World Cup 2023, sáng ngày 28 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi trao đổi và tiếp thu các kiến thức về luật thi đấu tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 cùng chuyên gia FIFA Esuko Fukano. Mở đầu buổi trao đổi, giảng viên Esuko Fukano gửi lời chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Giảng viên người Nhật Bản cũng nhấn mạnh, đây là hoạt động dành cho tất cả các quốc gia có đội bóng tham dự giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh và là một phần quan trọng do trên sân, sự tương tác chính là giữa cầu thủ và trọng tài. Buổi trao đổi gồm hai thành phần, các vấn đề liên quan doping và luật thi đấu, đặc biệt là các quyết định của trọng tài trong các trường hợp có thể xảy ra trên sân. Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ có sự tham gia của 107 quan chức trận đấu, gồm có 33 trọng tài, 55 trợ lý trọng tài và 19 cán bộ video. Các trọng tài sẽ được sự hỗ trợ về công nghệ goal line và va để đảm bảo tính chính xác của các quyết định trong trận đấu. Giảng viên Esuko Fukano cũng dành thời gian giải đáp các thắc mắc của cầu thủ và chia sẻ các kinh nghiệm trong thực tế để giúp các cầu thủ có thêm kiến thức trước khi bước vào giải đấu quan trọng sắp tới tại World Cup nữ 2023 được tổ chức ở Australia và New Zealand vào tháng 7 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm ở bảng E cùng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đây được xem là bảng đấu cực kỳ khó với một đội bóng tân binh lần đầu góp mặt ở đấu trường danh giá nhất thế giới của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã trận ra quân với Mỹ vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7, đá với Bồ Đào Nha lúc 14 giờ 30 ngày 27 tháng 7, Hà Lan lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8. Đây là lịch thi đấu tính theo giờ Việt Nam, bởi giờ của Australia và New Zealand đi trước Việt Nam 3 giờ đồng hồ. Cũng theo lịch thi đấu này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung có lẽ lần đầu tiên ra sân vào lúc 8 giờ sáng, tức là khoảng 11 giờ giờ địa phương, ở cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Mỹ đương kim vô địch. Huỳnh Như trở lại Bồ Đầu Nha, ký hợp đồng khủng. Vâng thưa quý vị, vừa qua đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước kết thúc một tháng tập huấn ở châu Âu nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, tiền đạo Huỳnh Như lại không cùng với các đồng đội trở về nước sau chuyến tập huấn mà bay sang Bồ Đầu Nha rồi mới trở về Việt Nam. Được biết Huỳnh Như sẽ tiếp tục đàm phán hợp đồng với Linh FC và nếu đồng ý gia hạn tiếp, tiền đạo quê Trà Vinh sẽ nhận mức lương gấp đôi trước đó lên mức là 3.000 euro một tháng. Vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước kết thúc một tháng tập huấn ở châu Âu nhằm chuẩn bị vòng chung kết World Cup nữ 2023. Dù trải qua nhiều tiếng bay, song trên gương mặt thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung không hiện hữu sự mệt mỏi. Đáng chú ý là đội tuyển nữ Việt Nam về nước mà không có sự xuất hiện của Huỳnh Như. Theo đó, tiền đạo sinh năm 1991 bay sang Bồ Đào Nha rồi mới trở về Việt Nam ở chuyến sau. Cô sẽ có mặt tại Lành FC để hoàn thành nốt câu chuyện hợp đồng với đội bóng này. Trước đó, tiền đạo quê Trà Vinh cũng không di chuyển cùng đồng đội từ khi sang Đức tập huấn. Khi đó, Huỳnh Như sang Bồ Đồ Nha để trao đổi với Lanh FC về các vấn đề liên quan đến hợp đồng rồi bay từ nước này sang Đức. Theo nhiều nguồn tin, đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Bồ Đồ Nha rất muốn kích hoạt hợp đồng với tiền đạo Việt Nam sau màn thể hiện ấn tượng cùng những đóng góp đáng kể của cô trong mùa giải vừa qua. Cụ thể, sau một năm khoác áo đội bóng chuyên nghiệp của Bồ Đào Nha, Huỳnh Như ra sân 22 trận ghi 7 bàn thắng, có 2 đường kiến tạo và một lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau khi lập cú đúp và một pha kiến tạo giúp lành MC Hòa Famalicão 3 đều tại vòng 6. Những đóng góp đáng kể của Huỳnh Như giúp lành MC cán đích vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 6 chiến thắng, 2 trận hòa và 7 trận thua. Bên cạnh chuyên môn cao, Huỳnh Như còn làm rất tốt vai trò đại sứ hình ảnh khi hòa nhập và thân thiết với tất cả thành viên đội bóng, mang bản sắc Việt Nam ra quốc tế khi dạy các đồng đội nói tiếng Việt, nấu món Việt, đội nón lá, hát về chúc Tết. Trước những điều này, Lành MC đang nỗ lực kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm với nữ tiền đạo số 1 Việt Nam. Đặc biệt, câu lạc bộ bóng đá của Bồ Đầu Nha quyết định sẽ tăng gấp đôi mức lương mà Huỳnh Như đang được hưởng lên thành 3.000 euro một tháng, tức là khoảng 75 triệu đồng nếu chân sút này đồng ý ở lại. Tuy nhiên, có nhiều thông tin khác nhau về tương lai Huỳnh Như. Một số cho rằng tiền đạo 31 tuổi sẽ trở về Việt Nam thi đấu. Một số khác chia sẻ về khả năng Huỳnh Như sẽ khoác áo một đội bóng khác ở nước ngoài khi chân sút của Việt Nam cũng đang được một số câu lạc bộ tại châu Âu để mắt đến. Trực tiếp chia sẻ về tương lai của mình, Huỳnh Như khẳng định: "Tôi muốn tiếp tục thi đấu ở Bồ Đồ Nha, nơi đây là một môi trường tốt để học hỏi và phát triển và phù hợp với bản thân tôi, có những mục tiêu cá nhân mà tôi đặt ra cho bản thân ở mùa giải tới mà bản thân muốn được hoàn thành." Mặc dù đưa ra tiêu chí để lựa chọn câu lạc bộ cho mình là mục tiêu của đội bóng và quan trọng nhất là đánh giá xem môi trường mới đó có phù hợp với bản thân hay không, Huỳnh Như cho biết: "Hiện tại cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện thử sức ở một câu lạc bộ khác tại châu Âu." Trân sút quê Trà Vinh bật mí hiện người đại diện của cô đang đàm phán tích cực với lành MC. Tuy nhiên, chi tiết của bản hợp đồng mới không được tiết lộ. Bùi Tiến Dũng bế tắc sự nghiệp ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và thưa quý vị, gia nhập đội bóng nhiều tham vọng là câu lạc bộ Công an Hà Nội ở đầu mùa giải 2023, sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng tưởng như sẽ có bước tiến mới. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, thủ môn sinh năm 1996 vẫn chưa có những chuyển biến theo chiều hướng đi lên trong sự nghiệp. Và theo một nguồn tin tiết lộ, thủ thành Bùi Tiến Dũng đang đề đạt nguyện vọng được ra đi và muốn chuyển đến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh ngay ở giai đoạn lượt về. Bùi Tiến Dũng mới ra sân 3 lần trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội ở mùa giải năm nay. Sự hiện diện và vai trò của cầu thủ sinh năm 1997 dần mờ nhạt qua từng vòng đấu, ánh mắt chính 3 trận đầu mùa rồi bị đẩy lên ghế dự bị. Sau 12 vòng đấu V-League 2023, nghĩa là gần hết nửa mùa giải, Bùi Tiến Dũng chỉ được đăng ký thi đấu vỏn vẹn 8 trận, trong đó có 5 trận anh chỉ ngồi dự bị. Trong 4 vòng đấu gần nhất, câu lạc bộ Công an Hà Nội chỉ đăng ký hai thủ môn Patrick Lê Giang và đội sĩ Huy và đội hình. Bùi Tiến Dũng đề đàn nguyện vọng ra đi với ba lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đội bóng Công an muốn giữ người gác đền sinh năm 1997, tuy nhiên không phải vì lý do chuyên môn. Họ cần Bùi Tiến Dũng do các quy định của giải đấu. Câu lạc bộ Công an Hà Nội buộc phải bỏ Patrick Lê Giang nếu đăng ký Philip Nguyễn vì chỉ để sử dụng một cầu thủ nước ngoài gốc Việt. Dù vậy, bất kể có hay không có Philip Nguyễn ở giai đoạn lượt về, lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Flavio Cruz ở vị trí thủ môn cũng không phải Bùi Tiến Dũng. Có thể khẳng định, nửa môi giải ở câu lạc bộ Công an Hà Nội là giai đoạn đi xuống của Bùi Tiến Dũng. Trước đó, việc thi đấu tới 13 trận cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở nửa cuối mùa giải 2022 tưởng như là bước đà để thủ môn từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á năm 2018 tìm lại ánh hào quang. Tuy nhiên, việc chuyển tới câu lạc bộ Công an Hà Nội không giúp thủ môn này tiến thêm. Tính đến lúc này đây, đỉnh cao sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng dừng lại ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 khi anh là nhân tố góp công lớn đưa đội U23 Việt Nam vào chung kết. Tuy nhiên, ngay cả ở cấp độ tuyển trẻ, thủ môn này cũng sớm mất hình ảnh. Trong chiến dịch SEA Games 30, khi U22 Việt Nam giành huy chương vàng, thủ môn này mắc sai lầm và mất vị trí về tay đàn em Nguyễn Văn Toản. Tiếp đó, tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Bùi Tiến Dũng một lần nữa mắc lỗi sơ đẳng khiến đội nhà bị loại. Trong màu áo câu lạc bộ Bùi Tiến Dũng được tạo điều kiện ra sân 13 lần trong màu áo Thanh Hóa ở V-League 2018. Dù vậy màn trình diễn của người hùng Thường Châu không được đánh giá cao. Sau đó anh chuyển đến Hà Nội FC và tiếp tục gây thất vọng. Bù Tiến Dũng chỉ ra sân 5 lần cho đội bóng thủ đô với phong độ không tốt. Thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 mùa giải, Bùi Tiến Dũng ra sân tổng cộng 22 trận, con số không tệ đối với thủ môn dự bị. Tuy nhiên, nhịp thi đấu của thủ môn này lại bị đứt đoạn khi anh chuyển sang câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và thưa quý vị, nếu thương vụ Philip Nguyễn gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội trở thành sự thật, thủ môn bùi tiến dũng chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn liệu tương lai sắp tới của thủ môn quê thanh hóa sẽ như thế nào những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong video tiếp theo còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại